Vâng, xin được kính chào toàn thể các bạn quay trở lại với kênh Tomeo. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024, một cái bộ mic thương hiệu đến từ đất nước Đức, BBS ProShow mã là SM813, một cái bộ mic đuôi chuột đời cao 6 số có chế độ tự ngắt thông minh, một cái bộ mic mà tay chân của nó cực kỳ là đẹp và cái vỉ của nó là màu xanh ngọc nhá. Cái vỉ màu xanh ngọc là một cái vỉ đời cao nhất của BBS hiện nay. Đấy, một cái bộ mic phải nói là cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là đẹp. Và trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt với một cái bộ mic sóng khỏe tiếng hay. Anh em lưu ý giúp em là anh em nhận hàng được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay anh em nhận. Còn nếu như không đúng, không phải, anh em cứ gửi lại cho em không phải mất nghìn tiền cước. Và cái số lượng hôm nay thì cũng chỉ có đúng 7 bộ này thôi em nhé, 7 bộ mic BBS ProShow. Và em sẽ để cho anh em với cái mức giá thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một cái bộ mic thôi. Anh em đang xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và như thường lệ em sẽ giới thiệu qua anh em một chút về cái phần hình thức, và tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn em cách dò sóng mic, đồng thời là em test tiếng và báo giá luôn. Em làm video rất là ngắn thôi, anh em hãy cố gắng xem kỹ sẽ là một cái bộ mic như thế này nó có thực sự chất lượng hay không, và cái giá em xả cho anh em nó có rẻ hay không nhé. Thì đây là một cái dòng mic hàng xịn chính hãng đến từ công ty BBS ProShow, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Và bên em cam kết với em rằng đây là những cái bộ mic BBS hàng xịn. Và trên thị trường thì xuất hiện rất là nhiều những cái bộ mic hàng giả, những cái bộ mic hàng nhái của BBS. Nhưng mà em cam kết với em rằng đây là những cái bộ mic hàng xịn 100% nhé. Nếu anh em chứng minh được đây là bộ mic hàng nhái, hàng giả, em đền em gấp 10 lần giá trị của cái bộ mic này. Và cái mã SM813 thì phải nói là cực kỳ là hiếm có, và nó được tích hợp đến 800 kênh. Nó được thiết kế với một cái đầu thu màu sáng xi măng này, ở giữa là một cái màn hình rất là sắc nét, và trên cái màn hình thì nó hiển thị các cái thông tin, ví dụ như là thương hiệu BBS này, hiển thị tần số này, hiển thị vạch sóng, vạch tiếng, và ngoài ra nó có cả mức báo pin ở trên cái đầu thu này, giúp cho anh em làm show, làm sự kiện anh em có thể dễ dàng biết được cái tay mic ở trên sân khấu là còn pin hay là hết pin. Và những cái bộ mic này thì trước khi gửi đi em cũng sẽ căn chỉnh tiếng và dò sóng sẵn hết cho anh em rồi. Anh em cũng đừng dò, đừng chỉnh gì vào đây, nhưng mà trong quá trình sử dụng anh em mic vào đây nó mất sóng, em hãy dò lại bằng cách như sau. Ví dụ như mất sóng anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này. Đấy, nó xuất hiện chữ set pro em nhá. Set pro thì em có thể di chuyển mũi tên bên trên hoặc mũi tên bên dưới, để em ấn lại set pro thì em có thể di chuyển mũi tên bên trên hoặc mũi tên bên dưới để cho cái tần số trên tay mic và đầu thu nó trùng với nhau. Đây em ấn đây ạ. Thì sau khi nó xuất hiện một cái quả pin em nhá, 7150, đây em ấn đây. Sau khi nó xuất hiện một cái quả pin như này thì em hãy ấn chữ set để tự động nó lưu lại. Còn ở bên B thì em cũng làm tương tự như vậy. Và những cái bộ mic này thì trước khi gửi đi em cũng sẽ khóa hết lại em nhá. Em sẽ khóa hết lại này. Đấy. Thế nên là về anh em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nhưng mà nếu anh em muốn chỉnh, muốn dò thì em lại mở khóa ra bằng cách này, anh em nhấn giữ đồng thời hai cái nút em nhá. Nhấn giữ đồng thời hai cái nút bên cạnh này. Đấy. Thì nó sẽ hiện lên chữ lock và nó sẽ khóa bàn phím lại. Còn anh em muốn mở ra anh em chỉ cần nhấn đồng thời hai phím này thì lập tức nó sẽ hiện chữ unlock và nó sẽ mở ra. Đấy, những cái này thì rất là đơn giản thôi, nhưng em cũng không đừng nên chỉnh vào đây mà anh em hãy tập trung chỉnh trên vang hoặc là trên âm đi. Còn về cái phần nội thất thì em cũng tháo qua em xem, thì đây là một cái bộ mic đời cao, cái vỉ của nó là vỉ màu xanh ngọc em nhé. Và nó được thiết kế với một cái vỉ mạch rất là nhiều các con linh kiện, đấy những cái bộ mic hàng xịn, hàng chất lượng em chưa. Đấy, linh kiện của nó rất là chi chít luôn. Cái hộp sóng của nó thì còn là rất là mới, rất là sáng này. Đấy, những cái linh kiện xịn là những con tụ nhôm, đấy những con chip xử lý rất là nhiều đây. Thế nên là những cái bộ mic hàng xịn thì bao giờ cái tiếng của nó cũng cực kỳ là hay và sóng cực kỳ là khỏe luôn. Còn ở phía sau đây thì nó được thiết kế đến hai cái jack ca lông các bạn, hai cái jack ca lông để anh em cắm mixer làm sự kiện, và em sẽ tặng kèm em một cái dây 6 ly, anh em cắm em vào cổng A cổng B ở giữa đây. Thì những cái bộ mic chuyên sự kiện thì nó sẽ có thêm hai cái jack ca lông ở phía sau này để anh em cắm vào mixer nhé. Và dâu của nó thì cũng được thiết kế là một cái dạng dâu rời đấy, để anh em lắp vào cột thu sóng hoặc anh em lắp dâu rời bên ngoài thì nó sẽ sóng rất là khỏe luôn. Còn về cái phần tay mic thì tất cả tay mic ở đây thì đều được bên em dọn lại hết rồi, đấy, cực kỳ là đẹp. Và những cái bộ mic thì tay cầm của nó thì rất là đầm tay em nhá, đấy, cầm rất là đầm tay, rất là sướng tay. Và củ của nó thì cũng đều là những cái củ hàng xịn, và đuôi của nó là đuôi chuột em chưa, đấy, đuôi chuột đây. Thế nên là sóng của nó rất là khỏe, ổn định khoảng tầm 80m cho anh em làm show, làm sự kiện. Anh em làm show, làm sự kiện chuyên nghiệp, anh em sử dụng những cái bộ mic này thì anh em không bao giờ lo về cái tình trạng là bị chập chờn sóng. Và bây giờ em sẽ thử cho nghe qua cái tiếng của cái bộ mic này. Thì anh em để xuống khoảng tầm 3 giây thì nó sẽ ngắt tiếng. Và anh em cầm lên đấy, anh cầm lên thì lập tức là cái tay mic nó sẽ bật em nhá. Đây cầm lên này, cầm lên nó sẽ bật lên để anh em có thể hát được. Và bây giờ em sẽ thử cho nghe qua cái tiếng của cái bộ mic này. 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7. Vâng, một cái bộ mic hàng xịn chính hãng đến từ BBS và cái tiếng của nó thì cực kỳ là hay luôn.
anh em cứ nhận hàng, anh em test thử thoải mái, nếu tiếng hay anh em nhận, còn nếu như không hay anh em cứ gửi lại cho em. Một cái bộ mic càng xịn hàng chính hãng, anh em ngồi ngay sát loa đây, nhưng mà gần như là không có tình trạng nào bị hú rít. Và cái dòng mic BBS 6 số đời cao đấy, SM813 này, cái giá đập hộp nó dao động từ 7 đến 8 triệu. Và hàng bãi trong nước, những cái bộ mic này thì bên em đang bán với cái mức giá là 2 triệu 500 nghìn nhá. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ xả cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Nó rẻ bằng 1/4, 1/5 so với giá mới thôi, anh em được sử dụng những cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng. Bỏ qua cái mức giá là 2 triệu rưỡi bên em đang bán tại cửa hàng. Hôm nay em sẽ để cho anh em đang xem video này chỉ còn 1 triệu 550 nghìn nhé. 1 triệu 550 nghìn em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay em nhận, còn nếu như không hay không đúng anh em cứ gửi lại cho em. Anh em không phải mất 10 tiền cước. Đấy, một cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng, nó đẹp, nó chất như thế này mà chỉ có 1 triệu 550 nghìn thôi. Anh em nào chốt được cái bộ mic BBS Pro Show với cái mức giá là 1 triệu 550 nghìn mã SM813 này thì hãy gọi điện giúp em theo cái số là 0912 79 75. Cái số lượng thì cũng không có nhiều nhá, một cái bộ mic phải nói là cực kỳ là chất lượng mà chỉ có 1 triệu 550 nghìn. Ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em một cái bộ mic một tay. Cái bộ mic này thì tình trạng của nó, cái màn hình của nó là nó không hiển thị số em nhé. Nó chỉ hiển thị cái đèn xanh thôi và nó không hiển thị số. Và cái đầu thu này thì nó cũng bị mất một kênh, nó bị lỗi một kênh. Em thanh lý cho anh em với mức giá là 400 nghìn một cái bộ mic này. Có anh em nào chốt được cái bộ mic hai tay với cái mức giá là 1 triệu 550 nghìn bao ship thì cũng hãy gọi điện giúp em. Và cái mã này thì cũng không có nhiều nhé, cái mã này cực kỳ ít về, và em khẳng định với em rằng rất là hay luôn. Anh em làm show, làm sự kiện, anh em nắp phòng, anh em nâng cấp mic hát gia đình đều rất là tuyệt vời. Anh em nào chốt được cái bộ này với cái mức giá là 1 triệu 550 nghìn thì hãy gọi điện giúp em theo cái số góc màn hình. Anh em xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, giá hợp lý thì vui lòng kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin được kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.